Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, không khí lạnh hoạt động yếu nên mặc dù đang trong thời kỳ chính đông, nhưng nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ lại cao hơn hẳn so với cùng thời điểm này hàng năm. Tiết trời ấm áp và khô ráo, ban ngày còn có nắng. Cụ thể tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu sự chi phối của đới gió Đông Nam là tác nhân chính duy trì tình trạng trời nhiều mây, có sương mù xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm làm giảm tầm nhìn xa. Đến trưa và chiều mây giảm, trời sẽ chuyển nắng, biên độ nhiệt ngày đêm trong 3 ngày tới sẽ tăng dần lên, thấp nhất về đêm và sáng ở mức từ 22 đến 23 độ và cao nhất ngày sẽ trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Đối với khu vực Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của Sơn La, trời còn nắng từ sớm kéo dài tới chiều muộn, với cường độ nắng tăng mạnh vào thời điểm giữa và đầu giờ chiều, nên nhiệt độ sẽ có nơi vượt trên ngưỡng 30 độ. Sau đó dự báo vào khoảng đêm mùng 2 tháng 3, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta, vì vậy từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 3 tại Bắc Bộ sẽ có mưa và mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi trời rét. Liên với các tỉnh miền Trung, tại khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có kiểu thời tiết khá tương đồng với khu vực Bắc Bộ. Trong 3 ngày tới, khu vực này duy trì trời nhiều mây về đêm và sáng sớm, có sương mù nhẹ xuất hiện rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực này phổ biến trong khoảng từ 25 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Đi sâu hơn về phía Nam, tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết hầu như ít thay đổi, phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt độ sẽ cao hơn, ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô phương Nam, với tiết trời chủ đạo là không mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ, ở khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trong đó, nơi có cường độ nắng mạnh hơn cả là các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước và cả thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 33 đến 34 độ, cảm giác khô nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Về ban đêm, nhiệt độ giảm nhanh ở Nam Bộ, tiết trời hơi se lạnh, với mức nhiệt khoảng từ 20 đến 23 độ. Riêng Tây Nguyên vẫn mang đặc trưng của vùng núi cao, nên nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 25 tháng 2 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ.
Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng bắc biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.